Vậy như Vĩnh vừa thoát ra. Ok. Và như vậy là chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ tư ở trong trận đấu thứ ba. Tỷ số thì sẻ và nghe thủ Dương Đại Vĩnh vẫn đang là người dẫn trước với tỷ số là 2-1. Vâng, trận vừa rồi là một trận đấu mà game thủ chiến thắng có một bài đấu đi dâng à cực hay, dâng thẳng vào nhà của game thủ Dương Đại Vĩnh. Và điều quan trọng đó là cái lực của chiến thắng trong trận đấu vừa rồi là khỏe và tướng lên đời cũng khá sớm. Đó là những gì mà tôi muốn nhìn thấy từ game thủ chiến thắng, chứ không phải là một bài mà anh đánh tại nhà và lăn ra. Và cá nhân tôi thì tôi đánh giá rằng game thủ chiến thắng dâng à sẽ là tốt hơn. Không biết rằng sau trận thắng vừa rồi thì tướng có tiếp tục dâng à hay không, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Đây máy của game thủ Dương Đại Vĩnh, còn đây máy của game thủ chim sẻ. Bấy nhiêu 6 đang được game thủ chim sẻ đang đưa về với nhà chính. Vâng, có quả phụ trong trận đấu này dành cho game thủ chim sẻ đáng. Và nếu như có thêm một bãi quả phụ nữa thôi thì anh em cũng biết được cái câu chuyện gì xảy ra rồi đấy. Sẽ là bài đầu lên đời Mắc Minh với khoảng 27 và 28 dân thì lên xong 3-400 gỗ. Thực sự đó là bài mà sẻ đang làm vẫn căn kề. Xét về cái đánh cung R thì sẻ căn kè lượng tài nguyên là quá tốt. Các bạn hãy nhớ những cái bài đấu mà tôi nhìn thấy những cái bài đấu mà chim sẻ đang thậm chí quên nâng chặt gỗ mà em bo nhà cơ cấu vẫn 4A sóc đều mà vẫn bo nhà cực rộng vẫn 4A sóc đều mặc dù quên nâng chặt gỗ. Nó cho thấy là khả năng cơ cấu thực căn kè lượng tài nguyên để sóc quần của chim sẻ đang nó cực kỳ kinh khủng. Trò chơi đánh chế này là một trò chơi ở một khía cạnh nào đó thì cũng sẽ là một bài toán kinh tế. Các bạn phải có được tư duy căn nghề vẫn cân bằng các tài nguyên cực tốt thì mới có thể chơi giỏi được ở bộ môn này. Và sẻ là một người như vậy. Một bài đấu không có quả phụ tới được game thủ, không có hai quả phụ tới được game thủ chính thể, thay vào đó vẫn là 3 voi. Vâng, 3 voi đưa về với nhà chính, lực vẫn khỏe. Dân và rẻ đang chưa ngừng xin dân. Một chiếc BS nữa, lại một con muốn bú thêm bầy hiêu nữa. 87 và 27 nông dân AC. Tham vừa thôi ông thần. Và nó mà bú thêm bầy hiêu 7 này nữa thì thực sự lực nó là quá kinh. Và chết anh Long rồi. Chết anh tôi rồi. Và không biết là anh Long trận đấu này bài đấu như thế nào. Bài đấu của bài màn hình máy của game thủ Dương Đại Vĩnh. Bài đấu đã có được 20 con voi đưa về, có bầy hiêu và dường như cũng đã có quả phụ. Cũng là một bài vẽ dành cho Dương Đại Vĩnh và thôi. Bài đấu này thì khả năng sẽ là cực kỳ khó khăn dành cho Xiang Long và Chiến Tướng trong công cuộc đang lộn lại cái bàn ở trong kèo đấu này. Vẫn đã lên đời xong dành cho game thủ Dương Đại Vĩnh. What the hell sớm vậy. Trận trước Vĩnh bị game thủ Chiến Tướng dâng vào nhà và khó thở. Trận này Vĩnh đang muốn trả lại những gì đã mất. 10-02 với 25 nông dân AC đàn. Một bài đấu ép đời thực sự mắc tới từ game thủ Dương Đại Vĩnh. Còn đây máy của game thủ chim sẻ 27 nông dân. Vẫn là câu chuyện cũ, đó là BA, BM kích đời xong lên đời thì rơi vào tầm khoảng 300 gỗ để có thể ra ruộng. Không, bài này thì không được. Vâng, bài này lên đời xong thì chỉ có khoảng hơn 200 gỗ thôi.
250. Nâng cấp giật gỗ. Bé tiếp theo dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, vừa đánh như vậy, đánh theo kiểu là vừa ăn hoang và vừa vẽ ruộng. Như vậy là trận đấu này Sẻ sẽ là người đánh 5-3. Thực ra không cần đến ăn đến 7 hiệu này thì lực của Sẻ cũng đang là quá khỏe rồi. Nhưng Sẻ quyết định vẫn sẽ tận dụng một lượng thịt lớn lớn từ 7 hiệu này. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 4-5 con hiệu, nó sẽ rơi cho game thủ chim sẻ nắng rơi vào tầm khoảng độ 350-400 thịt nữa. Thì trong trận đấu này lực của Sẻ rất là cực kỳ khỏe và khoảng thời gian đầu tiên sẽ không cần phải vẽ quá nhiều ruộng mà vẫn có thể đảm bảo được điều kiện sóc đều 5-3 ở khoảng thời gian đầu tiên. Còn đây máy của game thủ giữa Đại Vĩnh với 25 nông dân thì có lẽ rằng em vẫn sẽ chỉ đánh có 4-A thôi. Và ở khoảng gian đầu tiên thì tôi vẫn sẽ xem màn hình máy của game thủ Dương Đại Vĩnh trước, vì Vĩnh là người lên đời sớm hơn so với game thủ chim sẻ nắng. Đây là bài đấu Vĩnh có được sự đột biến ở khả năng ép đời, còn game thủ chim sẻ nắng thì là một bài đấu lực cực khỏe. Nó đang là thiên thời địa lợi rồi, bây giờ thì chỉ là yếu tố con người nữa thôi. Chỉ cần Vĩnh và game thủ chim sẻ nắng đánh chuẩn trong trận đấu này, chúng ta sẽ có chiến thắng trước cặp đôi của Sen Long và Chiến Tướng ở trong buổi giao hữu ngày hôm nay. Tân cung đờ đầu tiên của Dương Đại Vĩnh đã bắt đầu được di chuyển. Cùng xem dưới góc 6 giờ thì game thủ Dương Đại Vĩnh sẽ là người gặp ai. Vẫn chưa gặp ai cả. Đây rồi, như vậy đây là Sen Long. Ngày hôm nay anh Long đúng là số con dẹp, luôn luôn là những tình huống bị quay tròn. Ở những khoảng thời gian đầu tiên và thậm chí đến cuối game anh vẫn bị quay. Quá đen dành cho game thủ Sen Long. Đây máy của game thủ chim sẻ. Sẻ đang bị game thủ Sen Long công vào. Như vậy là trận đấu này thì anh Long lên đời cũng không tệ. Tấn công đời thứ hai của game thủ chim sẻ đang có. Nhưng Long đang phải mất cực kỳ nhiều tay, vừa phải có tay thủ nhà vừa có tay công. Tướng vẫn đang chưa xuất hiện ở trên bản đồ trong trận đấu này. Game thủ Dương Đại Vĩnh có tấn công đời thứ ba. Anh Long bắt đầu mang nông dân ra mổ. Rất khổ cho anh tôi. Đây là phút thứ 16 trong game. Chớm đi quân là bị chúng nó xúc vào nhà. Long đã bắt đầu mất dần dần. Nhưng đây là game thủ chiến tướng. Vâng, tướng cũng đang có mặt để có thể kết hợp quân cùng với người đồng đội của mình. Đây pha về E của game thủ chiến tướng. Rất hay. Vĩnh là người đánh cần phải cẩn thận. Trong khi đó thì cánh bên này chim sẻ nắng liệu rằng vâng, như vậy là Sẻ đã bắt xong tên cung đờ của game thủ Sen Long và tiếp tục dí vào nhà của Sen Long trong trận này. Long mất thêm 3 nông dân nữa. Từ nãy giờ Long mất tầm khoảng chục dân và số lượng nông dân của Sen Long còn lại rơi tầm khoảng độ hơn 20 con. Với khoảng một bài 27 và 28 nông dân ép từ khoảng gian đầu tiên cộng với một vài con nông dân sóc ra sau khi lên bài xong thì Long rơi tầm còn khoảng 20 dân trong trận này. Vẫn là một số lượng nông dân đủ để Long nếu cơ cấu chuẩn thì anh vẫn có thể sóc được 4 A đều. Nhưng Sẻ đang là 5 A và tướng thì đang đánh theo thế thủ. Và đánh theo thế thủ thì nó không phải là một thế mà chiến tướng như Sen Long quá khỏe. Vâng, cá nhân tôi thì tôi đánh giá rằng các cầu thủ của Việt Nam hay Trung Quốc chỉ khỏe khi đánh theo kiểu dồn quân lên thôi. Các cầu thủ của Việt Nam hay Trung Quốc sóc quân cực đều và các anh đánh được một thế công, đánh được thế dồn quân thì cực kỳ khủng khiếp. Nhưng đây là một trận đấu không phải như vậy. Các anh đang đánh theo thế vâng đánh thủ. Và Long đang mang vâng đang phải bung toàn bộ lượng ruộng nhà mình rồi. Bây giờ thì game thủ chiến tướng anh sẽ làm gì? Anh có muốn công sang nhà của game thủ chim sẻ nắng một tên để giảm áp lực cho Sen Long hay không? Nếu như cứ đánh thủ thế này thì là hơi khoai dành cho cặp đôi của 669. Vĩnh đang bị bắt một tên quân nhỏ. Tham lại là 43/52. Thời điểm này thì số lượng quân của Vĩnh đang không đông hơn so với game thủ chiến tướng. Nhưng game thủ chim sẻ nắng đang quá lợi thế trước game thủ Sen Long. Và nếu như câu chuyện nó vẫn cứ trở về thành thế Sẻ đánh chủ lực với game thủ chiến tướng thì rất khó cho tướng. Vâng, Sẻ đang xóa ra được một đường ruộng
rất lớn. Thời điểm phút thứ 21 có lẽ rằng em đã có đủ một cái ruộng full. Nhưng đây tình huống bắt quân của hai anh trai tới từ AOE Zone 9. Và mỗi một tân quân to tham lại của sẽ tụt xuống từ 80 xuống còn 63/92. Và tổ chức bắt quân của cặp đôi bên phía team AOE Trung Quốc là tuyệt vời. Bây giờ thì tham lại là cân. Và khá hay tới từ Xiang Long và chiến tướng ở trong tình huống vừa rồi. Cặp đôi phía AOE Trung Quốc cần phải để có nhiều tân bắt quân. Ôi rồi ôi, bắt thêm tân quân nữa. Và căng nhá sẻ ơi, cẩn thận em ơi. Cặp đôi phía AOE Trung Quốc đánh những trận đấu như vậy vẫn có những pha bắt quân phối hợp ở trong trận đấu này là cực kỳ hay. Sẻ đang mất rất nhiều quân trong trận này. Và bắt đầu có một tân lọt quân nhỏ sang nhà của game thủ chiến tướng. Pha mất quân phải nói rằng là khủng khiếp tới với game thủ chiến sẻ. Đây là máy của game thủ chiến sẻ tham lại là 42/60. Và em không thể đủ lượng quân để có thể đối đầu với game thủ chiến tướng nên em đang cần rút quân về khu vực giữa bản đồ để có thể kết hợp quân cùng với game thủ chiến sẻ. Trận đấu này đang cực kỳ bán căng khi mà cặp đôi bên phía team đội bạn Xiang Long và chiến tướng vừa bắt được một tân quân cực to của game thủ chiến sẻ. Trận đấu này thì sẻ đánh có vẻ như là hơi chủ quan rồi. 61/104. Bây giờ thì Long đang đông quân hơn so với sẻ. Sẻ đang cần thời gian để có thể tụ quân. Những pha đi quân hơi lỗi. Hay chính xác hơn thì đó là những tình huống bắt quân phải nói rằng là cực hay tới từ cặp đôi của team AOE Trung Quốc. Tham lai đang bị đè. Một pha mà sẻ bất tính có thể nói là một kích cung đờ full. Vâng, 75/104 tạm lại tới được game thủ chia sẻ. Còn đây là 34 tới được game thủ Dương Đại Vinh. Xiang Long đang khá yếu nhưng Long đang có thời gian để có thể hồi. Trong khi đó thì Vinh vẫn đang có một lượng lực khá khỏe như các bạn có thể thấy ở trên màn hình. Vẫn sẽ là bài đấu mà Vinh sóc cửa quân. Nhưng vấn đề là Vinh còn BA không? Sợ rằng thời điểm này đã bị game thủ chiến tướng vâng bắn nổ BA rồi. Mất rất nhiều dân tới với game thủ Dương Đại Vinh. Và như vậy là đóng BA ở một khu vực khác. Thế trận bất ngờ đang thuộc về đội bạn sau những tình huống đánh hơi lỗi tới từ chúng ta. Cái khoảng thời gian đầu tiên thì cặp đôi của team vâng cặp đôi chiến sẻ đang vào giờ này đứng dồn ép đội bạn rất khủng khiếp. Nhưng với những pha đấu bắt quần hay đến từ game thủ Xiang Long và chiến tướng cộng với những tình huống đi quân hơi lỗi, nó đang khiến cho thời điểm này số lượng quân của Xiang Long và chiến tướng đang đông hơn. Sẻ đang sóc dần và thể hiện được khả năng. Vâng, sẻ đang tận dụng lợi thế ở khả năng sóc dần tốt của mình để có thể lấy lại những gì đã mất về mặt tham lai. Và đây sẽ là tân của game thủ Xiang Long sẽ bị bắt quân. Vâng, Long vào rõ trong tân này anh Long ơi. Bây giờ thì đến lượt Xiang Long bị bắt quân nhưng số lượng quân của Xiang Long đang không hề ít. Và cái thế dồn quân của các cầu thủ viện team AOE Trung Quốc là cực kỳ khủng khiếp. Và đây chính là cái thế mà tôi muốn đề cập đến. Nếu như để cho cặp đôi của viện AOE Trung Quốc đánh theo thế dồn quân thì sẽ là một thế tương đối khó chơi dành cho cặp đôi chim sẻ nắng và game thủ Dương Đại Vinh. 76 là năm nay tới được game thủ chim sẻ. Vừa rồi có một tuần đấu quân mà có lẽ rằng Long là người thiệt hại nhiều hơn một chút nhưng sẻ là người thiệt hại cũng không ít. Và bây giờ thì anh tướng đang là người dồn quân lên. Số lượng quân của sẻ đang là rất ít. Mặc dù có game thủ Dương Đại Vinh hỗ trợ ở trong phòng thủ nhưng với tham lai là 29 của mình thì Vinh cũng không có nhiều vâng quân lắm ở thời điểm này nữa rồi. Quân ba mặt nhưng sẻ đang chỉ có vâng hai cánh quân thì đỡ rồi. Khá khó trong trận này. Một trận đấu đánh hơi fail. Hơi fail trong trận đấu này tới từ cặp đôi chim sẻ nắng và game thủ Dương Đại Vĩnh. Và chúng ta đã đến với chung kết của trận đấu thứ 3.